Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ARK. Và ngày hôm qua đó các bạn, thì mình đã có được cho mình một cái căn nhà để trú ẩn ha, cất đồ đạc cho phía bên trong rồi các bạn. Cho nên hôm nay đã đến lúc mình phải quay trở lại để tiếp tục với chuyến phiêu lưu của mình, đi săn những con khủng long mới các bạn, đem về để nâng cấp lên cho sau này lên những chiếc bầu xịn hơn nữa ha. Nhưng mà trước khi đi săn đó các bạn, mình đã học được một cái công thức chế tạo gọi là cây net gun các bạn. Đó, thì súng lưới của boss Omega luôn nè các bạn. Công thức mình nhìn thấy nó cũng dễ ha, được chế tạo trong cái bàn workbench của Omega. Nó thì ở ở trong này đó các bạn. Mình xem coi mình đủ đồ không. À, thiếu gun powder hả? Ok, ở đây thì mình chưa có làm cái đồ để chế tạo gun powder, cho nên mình sẽ chế tạo luôn cái cối đi. À, hai cái đi các bạn. Đó, 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 chúng ta sẽ có luôn cái cối để làm bột đồ các kiểu ha. Cái này bây giờ thì để, à đúng rồi, mình sẽ để ở trên cái bàn này luôn đi ha. Đó, bên đây có một cái bàn của ếch cộng nữa nè, đặt lên phía bên trên này luôn đi. Ok, hai cái hai bên luôn, và bấm đại 100 cái trong này các bạn. Ok, ok, ủa được có bốn cái thôi hả? Còn phía bên đây nữa, do là chắc nó thiếu cái bột, thiếu cái bột màu cam này nè, mình thiếu cái bột màu cam này lên đây. Đó, chúng ta sẽ có bột màu cam cái kiểu ha. Chắc là sắp tới mình phải làm thêm mấy cái bàn nữa các bạn, để mình để mấy cối này lên này ha, cho đẹp. Hoặc là làm cái chem luôn, cái chem cái bàn chế tạo xịn đó các bạn. Chem thử coi. Ồ, cái chem mình học được luôn rồi nè các bạn. Đó, cái này thì cần có ếch cộng cấp tinh tây sành nó có thể chế tạo được rồi. Cái đó tính sao đi. Bây giờ thì mình đã có được thuốc súng 30 cái ha. Cũng nhanh ghê ha. Có được thuốc súng, vài cái thuốc súng hay là mình có thể chế tạo được cây net gun này, súng lưới của mod Omega, thử xem có xịn không nhá. Đây, nhìn nó giống giống kiểu cây flare gun của Vanilla quá ha. Như này có thể sử dụng được này. Đây, đây, đây. Mình sẽ đặt nó xuống phía bên dưới. Ôi, có một viên đạn thôi hả? Đúng y hả, đúng bạn, y như cây flagon luôn nè. Bắn thử một cái thôi đó. Ui, ô một viên đạn như bắn hoài không hết các bạn. Kìa, ô bắn cái này bay thẳng luôn hả? Hình như nó không có độ rơi các bạn. Bắn là à cũng có kìa, có nhưng mà rất là xa luôn á. Bắn kìa, xa hơn nhiều so với cây của Vanilla ha. Và đặc biệt như là không cần phải có những cái viên đạn luôn, bắn hoài không hết, ảo ma thiệt luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đi đường thôi bạn, đi lên đường thôi. À, ở phía bên đây thì mình thấy có con Griffin đây bạn. Lâu lắm rồi nhưng mà chưa bắt nó ăn. Bên đây là một con Griffin. Con Griffin ở phía bên đây là cái con em, hình như con Beta. À đúng rồi, con Beta các bạn, hệ Phantom thuộc dòng nguyên tố. Còn phía bên đây là một cái con Alpha các bạn. Chắc là bắt con Alpha luôn đi ăn. Beta thì chắc là không cần đâu. Bây giờ lên Alpha luôn cho thật xịn luôn. Đó, cũng là Phantom các bạn, thuộc dòng nguyên tố thì chắc chắn rồi. Con này bây giờ mình sẽ để cái súng lưới của mình nè phía bên đây đây. Đó, đây có gì mình lấy súng lưới cho nhanh ha. Mình sẽ dụ dụ nó xuống phía bên dưới, mình bắn súng lưới. Đây là dụ nó lên trên này nha. Sau đó thì đứng bắn súng lưới, đúng rồi. Lại gần cà khịa đó các bạn. Con này thì lại gần cái, nó hãy phai tên, chắc là liên quan tới chắc chắn là lửa rồi. Và tìm chỗ mình đậu xuống một cái. Ôi, nó là gần quá vậy. Xuống xuống chút này ha. Đây, đây, đây. Dưới này ổn rồi các bạn. Rồi, rồi. Nhanh trí lấy súng ra, bắn cho một cái. Dính không? À, dính 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 nè các bạn. Kéo cung ra và bắn nó thôi. 500.000 tôi vô. Chà, chờ để tăng 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 lên tối đa. Bắn thêm một phát nữa nè. Rồi, chờ cho nó tăng 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 lên tiếp tục các bạn. Ôi, hai phát 100.000 tôi vô ha. Bắn thêm một cái nè. Ôi, nó kích quản chi của nó rồi. Và chạy 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 chạy. À, chạy đi, chờ đợi cho nó thời gian cooldown. Ôi da, nó xuống nó tấn công mấy con khủng long gai dưới này luôn rồi các bạn. Ghê không? Đánh một phát 2.000 mấy đam. Ok, mình sẽ ngư ông bắt lợi thôi, đứng đây chờ đợi nó các bạn. Lấy cái súng này sẵn nha. Rồi, nó bắn, nó đánh xong mấy con kia là mình sẽ tóm xuống lưới nó tiếp. Đây bây giờ tóm xuống lưới nó là nó chết luôn á. Mình sẽ tóm xuống lưới phụ nó đây ha. Phụ nó nè. Đó, dính không? Ồ, mấy con gai này tóm xuống lưới không được các bạn. À, tóm xuống lưới là coi như là lủng lưới luôn á. Còn nó thì đánh hoài không trúng, mà cứ lòng vòng đại pháp thôi à. Rồi đã vậy con nó bị dính. À, nó đánh trúng rồi các bạn. Trúng một con rồi, hai con luôn rồi. Rồi luôn mấy con kia cháy và sắp sắp sửa chết luôn rồi. Còn 2.000 máu kìa. Con này hãy Beta. Beta thì không phải đối thủ của nó rồi. Rồi luôn, nó ép góc luôn hả? Ai chà, căng dữ à. Ai à, mình phải giải cứu nó thôi các bạn, không ổn rồi. Ok, rỉa cho đuôi một cái nè. Không được hả? Rỉa cho một cái nè. À, lướt ra phía bên ngoài liền. À, được rồi, được rồi các bạn. Được rồi,
Bây giờ mình xuống, mình lấy súng lưới. À, nó bị dính vào trong đó rồi các bạn. Mình không cần phải tóm súng lưới đâu, mình bắn tới thôi. Ôi ôi, cơ hội của mình đây rồi chứ gì nữa. Ngon lành, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Ok, bắn thêm một phát nữa. Mà ép ép tới giờ trong này luôn á. Đúng rồi, đừng để nó xoay đầu nó chạy. Ồ, bắn hụt rồi hả? Rồi rồi, bắn nghe nó cũng hụt được nữa. Tăng lên tối đa cái rồi. Nó dừng lại, 310, bắn tiếp tục. Một mũi hình như được 50 mấy ngàn các bạn. 50 mấy ngàn turbo á, 60 ngàn. À, 63 ngàn turbo. Và nó kích quẹt cái chiêu lửa của nó lên rồi kìa. Nghe tiếng cháy bập bùng dữ lắm. Và thêm một mũi nữa nè cưng. Ui, 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 oh my god. Ôi, tự nhiên nó xoay đầu, nó quay ra nó chơi mình luôn các bạn. Oh no. Nhưng không sao, không sao, kéo trong cột đe về nhanh 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 mới được. Trời ơi, đang ngon hả, mình cứ tưởng nó sẽ sợ mình, nó lủi 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 gì đó hoài luôn, ai ngờ nó xoay là chở tay không kịp vậy. Bỏ vỏ không kịp với nó luôn mà. Bây giờ thì đi ra phía bên ngoài để mình lấy lại cái phần đồ của mình cái. Rồi, mặc bộ đồ của mình vô các bạn, bộ đồ nửa mùa của mình tầm lum tầm la hết là chưa có đủ một bộ nữa. Rồi bây giờ thì kéo con này dạng cái quậy gông nữa nè. Hồi nãy đâu có đó, hang mới spawn đây sao các bạn. Bật cái ống dệm lên cái. Đúng rồi, ui hệ lightning summon. À, con này hệ basic thôi. Rồi mới dành xịn xịn lên rồi mình bắt luôn. Còn nó phía bên dưới này, mình sẽ phải tóm súng lưới cho đảm bảo an toàn nha. Đây đây, súng lưới, súng lưới. Bật giao diện lên lại một cái. Nó phía bên trên này, tóm cho một cái nè. Dính 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 dính. Chuyển sang mũi tên ultimate, bắn cho nó một cái các bạn. Thêm một vé nè, đó, hoài. Cây cung mày bắn nó giảm phút xuống luôn đó các bạn. Xỉu luôn và nó đang rất là đói luôn á. Bây giờ phải về chế tạo kiếp bò cho nó thôi. Này dịch chuyển với MT về với căn cứ ha. Chế tạo kiếp bò nguyên tố cho nó thôi là được. Kiếp bò đó thì không biết hôm nay chế tạo được chưa nữa. À, kiếp bò nguyên tố là màu vàng này các bạn. Ui. À, trong này nó ghi là thịt đuôi các bạn, nhưng mà vẫn có thể sử dụng thay thế thịt cừu vẫn được á. Đó, đã có các bạn. Lấy cái sâu hả? Cái slow thì mình sẽ cất vào trong này đi ha. Cái slow với mấy bộ action cất hết vào đi. Rồi ok. Súng lưới này tính ra cũng ngon các bạn. Bắn hoài không mất đạn nha. Nhưng mà mỗi tội là nó bắn thì sớm súng lưới á, giữ chân không được lâu đâu. Chỉ được có mười mấy giây gì phải. Hình như là 20 giây như sao á. Là nó xảy ra thôi à. Được cái là bắn hoài không tốn đạn thôi. Nghe tiếng sấm chớp bão bùm tùm lum á nè. Nó còn lightning nữa, đang đánh sao á. Đang làm mưa làm gió, làm mưa làm gió. Và đây rồi. Ok ok. Con này thì ui có slot lắp yên cưỡi luôn các bạn. Rip win nè. Xem coi. Ây da. Nhận được. Ồ, búp cho mình điểm kinh nghiệm. Ôi không có búp cho con đệ của mình rồi. Trời ơi không chịu leo lên mà lấy đầu búp. Và thử rip win thế này. À, rip win không có yên cưỡi các bạn. Mặc dù có slot ha. Bây giờ thì mình sẽ thử coi. À, chiêu ít của nó coi. À, cái vòng tròn lửa ở phía bên dưới các bạn. Có con rồng này nè. Mình sẽ lại gần mình tấn công con rồng thử một cái coi. Ủa nó chích điện mình kìa. À rồng mày hãy summon hả, hụt dòng summon. Và hết lửa rồi. À, đang cool down mười mấy giây thôi. Đánh thường một phát được có 1800 các bạn. Và con Riffin summon nữa ha. Giờ đợi thời gian cool down. Lượn được không? Chắc chắn là phải được mà. Đó. Có phương tiện di chuyển nè các bạn. Lượn nhanh đấy rồi. Đã lại cooldown xong rồi nè. Bật chiêu lên một cái. Vô, bắn trong nó liền. Đốt cháy nữa. À, bật cái chiêu gì vô các bạn. Mình lại gần á, hình như là nó sẽ bị siêu đốt á. Nó bị cháy rồi kìa. Mười mấy ngàn máu hả. Ok, chơi nó luôn. Mình chưa có kiểm tra trong cái thông tin giữa cái con Python này. Xem coi cái chiêu của nó có công dụng gì anh. Ok. Cuối cùng em nó cũng đã chết và lấy luôn phần thịt nó, lấy luôn xương cua của nó. Bay lên cao cao hoặc là cao lên phía bên trên đi cho đảm bảo an toàn. Rồi mình kiểm tra trong này thử xem coi. Nó thuộc dòng là nguyên tố nè. Rồi Python trong này nè. Cooldown trong vòng 30 giây tốn 30% stamina. Thời gian được 10 giây à. AOE trong vòng 4 cái phao đi sẵn bạn. Vậy là nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn lửa các bạn. Làm thiêu đốt mục tiêu trong vòng mình như là 10 giây á. Mình tìm mấy con nhỏ nhỏ mình đánh thử các bạn. Thử lại cái chiêu thử nha. Thiêu đốt một cái nè. Có con gì đây. À một chết hả. Nhưng mà hết stamina rồi. Cho em nó nghỉ mệnh cái đi. À đúng rồi. Mình sẽ lên căn cứ các bạn. Lên trên căn cứ này mình sẽ cho nó chắc cơ vô một cái luôn. Đảm bảo nè. Có gì kéo tới kéo lui cho nó tiện hơn. Mình làm mấy cái bình hồi máu nữa các bạn. Đậu đây một cái đi.
Hồi máu chắc là lần này thì hôm nay chắc là lên hỏi hồi máu anh pha luôn quá. Trong phần poison nè, trong phần heal nè, lên anh pha được không? Mình đang có cái bình bình rim nè, hồi máu rim luôn à. Ok, hồi máu rim luôn đi các bạn. Chạy luôn, chạy luôn. Ok, thay vì để chế mũi tên thì mình chơi bình hồi máu luôn vậy. Đó, có thêm cái show summon show nè, basic nè, 3 bình, 5 bình thôi. Chế tạo được gia tài có bao nhiêu, chế tạo bấy nhiêu vậy. Cho này mình có anh pha nhiều lắm. Rồi rồi, ra phía bên ngoài. Con này bây giờ thì mới có nửa cây máu ha. Cho nó uống vô thì hơi ổn ăn. Cho nên từ từ uống sao đây. Để sẵn trong này các bạn. Bây giờ thì lên đường đi phiêu lưu thôi. Có con này hả, xuống mình thử ra. Thử chiêu lại nè. Chiêu đốt cái nè. Ây da. Quay không cho chạy. Đánh không cho chạy luôn à. Oh no. Ôi xong rồi. Rồi con kiến thầy Grim mới ghê quá vậy. Trời ơi, em Griffin của mình ra đi tức tưởi luôn á. Trời ơi, tiếc tiếc bình máu không dám hồi máu, cuối cùng em nó chết luôn rồi. Đau đớn thiệt luôn á. Trời ơi, để mình lấy cái bờ phe xuống mình phục thù mới được. Trời trời, cứ tưởng con kiến dễ ăn các bạn, kiến đánh chết luôn á. Con kiến có cánh nó khủng khiếp quá vậy. Lấy còn bờ te của mình các bạn, bờ te anh pha của mình quay trở lại mới được. Con này thì mình xuống mình hút nó một cái các bạn. Đâu rồi, đó đó, vậy mới chịu hút các bạn. Ôi hút con gacha lên luôn rồi. Rồi con kiến kia thì ra đi liền, chịu sao nổi. Cuối cùng thì em nó cũng đã ra đi. Trời ơi, em nít viên xấu xấu của mình và rớt lại túi đồ nãy là có mấy cái bình máu ở trong á. Có nhìn quá, anh có cái trứng gì nè các bạn. Trứng gì đây? À trứng beta, thần thoại, được 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 được. Lụm luôn. Và nãy mình nhớ đây 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 các bạn. Phía đằng trước thì phải. Thấy có túi đồ đây rồi, đây rồi. Mình thấy có con gacha nó rớt quá trời ngọc luôn đó. Đây nè, hồi máu lại. Trời ơi, Griffin mới vừa bắt xong chưa có test được sức mạnh của nó chi tiết thì em nó đã ra đi rồi. Em nó quá là xấu số mà. Thân thường con kiến một cái chết. Ủa trên này có con gì đây? Con Grim à. Con này hãy Gesso. Nhưng mà này, con này hình như tạo ngọc của mình đó bạn. Còn trên này là con đá. Con tạo ngọc chắc mình phải tìm mấy con hệ beta đều bắt mới được. Chứ còn hiện tại là chưa có lên được hệ Grim rồi. Mới gì bắt được con Alpha kia cái này. Đi luôn à. Đáng tí thiệt chứ. Vẫn tiếp tục với em bờ te thôi bạn. Harry hệ gió nữa nè. Thuộc dòng nguyên tố thôi. Hôm nay chắc mình sẽ làm một chuyến mình đi vòng vòng thôi các bạn. Đi vòng vòng chắc qua bên khu sa mạc để mình khám phá thử nha. Sa mạc mình chưa có qua các bạn. Ở nguyên đồi núi đầu thì mình cũng đã khám phá hết rồi ha. Cho nên hôm nay đi qua phía bên kia thôi. MBT của mình vẫn number one nhất. Có biết phía hồi nãy mình thấy là kỹ năng của nó đó là bật cái vòng tròn lửa lên các bạn. Sẽ đã bay là gần để thiêu đốt ha. Dưới này có con gì nữa nè. T-Rex Ultimate hải đất ha. Ôi, và mấy con T-Rex hay spawn ở đây quá ha. Có cả con trap nữa nè. Bên đây có con T-Rex nữa nè. Mới tổ test red à, à hụt dòng mới tổ luôn á. Mình sẽ tập trung vào khám phá bên sa mạc đi các bạn. Để xem có gì phía bên này. Có mấy con nha. Bọ cạp, overlord đồ á. Bọ cạp. Còn trên, ui phía đằng xa xa mình thấy con rồng các bạn. À lightning eye rồi. Lightning mà còn có cả băng nữa các bạn. Mà alpha nữa à, nó hụt dòng alpha của nguyên tố nè. Rồi là con được rồi, phải con cái mình bắt về cho nó đẻ trứng. Chứ này còn red hả. Ôi random ultimate. Cái gì ghê vậy? Hay già mấy con Tony nó chơi chiêu tiên thạch rớt nó chơi rớt xuống á. Còn mấy con kiến nữa nè, sợ quá vậy. Hút lên, hút lên, hút lên. Đó, có gì thì ngon ăn. Ui hút lên được cái gì kìa. Nó mới hiện cái gì cho mình đó các bạn. À, rớt đầu, à nó không báo rớt đổ mà. Mà mấy con kiến chết hết rồi. Xung quanh đây cũng an toàn, một chú mình lụm thử thôi. Được cái gì đây, được gì đây. À một cái vật phẩm. Vật phẩm của con kiến phải không? Paragon show. À cái show này sử dụng không được, mình cũng có một cái nhà bạn. Đi săn mấy con kiến hay có lắm. Và bờ tê thì xuống phía bên dưới này thôi. Cái canh mấy con kiến mình hút lên, hút lên á. Bên đây bọ cạp với lại mấy con Hila nè. Bên đây chắc chắn là bọ ngựa thì nhiều lắm rồi. Và đây nữa nè. Hút cho một cái nữa nè. Hút lên, hút lên. Hoài hút cả người đá lên phía bên trên nữa hả. Con này vẫn là con đi farm show ngon nhất các bạn. Cứ bay ngang qua rỉa cái rồi chạy ăn. Kiểu hit and run với nó. Hút lên cái sau đó thì bỏ chạy. Omega thì
phải hút nữa nè các bạn. Ôi con đó nó hút mình chắc chết quá, gần 600.000 máu á, gớm thiệt luôn á. Anh pha gỗ nè, mấy con bọn cà bên đây thì có. Ui con gì vậy? À con cha cha các bạn, cha cha hệ gió hùng dòng bay xích rồi. Ui nó gì á, hai con luôn hả? Hình như một con là summon ra thôi, còn một con là phiên bản có thể tem được. Và phía bên đây thì có rắn basilisk nữa nè các bạn. Trời ơi, vô tim may hệ lightning nè. Bên đây thì bọ ngựa, bọ cạp, đồ tùm lum hết à. Lượn xin phơm, nghĩa nghĩa thử coi. Xem bắn con khủng long bắn gai không anh. Bên đây có Honey rồi nè. Có T-Rex nè. Có thêm Rock Red nữa. Xem có bắn gai không, bắn gai mình phô phục một con mới được. Bên đây Raptor, đồ Allosaurus được không? Dầm dầm cho chính giữa khu vực sa mạc đi. Có bọ ngựa đồ nữa nè. Cần cần, bên sa mạc thì thổi thiếu rồi. Đây, ui gắn 3 clip nữa nè các bạn. Rim thì random á, trời ơi bên kia vô tim may, bên đây thì rim á. Và có mấy con kiến nữa, mình hút mấy con kiến lên đi. Farm tiếp. Đây, phục hồi mấy con kiến các bạn. Cày cứu mấy con kiến lắm rồi. Thấy là hút vô hết luôn. Đó, bay gần 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 đây để mình nhận được mấy cái xô được của nó. Thầy dàng rim knock bắt đó ha. Ủa con rắn hút vô luôn rồi. Wow. Hút con rắn vô luôn hả? Thầy dàng con rắn nó summon rồi, con tem rotet kìa. Con đó mình chưa bắt được cho nên thôi, đi quên luôn các bạn. Ủa con rắn gì đây? Colossus đúng không? Ôi ơi con rắn kiểu là bình thường các bạn, nhưng mà Colossus nó bự. Ủa nó bự còn hơn cả con nha, Basilisk luôn mà. Grim Overlord. Ai chà. Cái này là gọi là Basilisk đại dương rồi các bạn. Và bên kia thì nó đánh cái gì mà xèo dữ ha. Tony hả? Tony thì Lightning chắc rồi. Rồi con nổ nè. Chắc chắn trong này có con hệ Lightning, đúng rồi nè. Beta Lightning Storm nè. Hàng gì nghe tiếng xèo của điện á. Cái này mấy con rớt nè. Mấy con rớt là tên theo kiểu cũng KO luôn. Alpha Spirit. Rồi đây Honey vậy. Honey Teleport rồi nữa nè. Yes. À, Beta hệ đất. To lớn con đực không nha. Tìm mấy con kén á. Basilisk nữa nè các bạn. Alpha Gon nè. À nó ăn kiếp bầu thần thổi các bạn. Ui con này nãy giờ mình mới thấy có con Alpha đó các bạn. Nãy giờ toàn là Grim với Ultimate không á. Con này mình bắt được nè. Xung quanh đây có mấy con bọ ngựa, hả mình sẽ hút mấy bọ ngựa lên đi. Đây đây đây. Oh, hình như rớt đồ mình thấy rồi. Ai da yeah. Đấy con này thì sắn một cành cành cái đi. Cành cành này thấy gì chứ cũng ghê lắm nè. Cũng Alpha chứ không có dạng dừa đâu. Cắn cho một cái. Ok mới vừa thấy đồ rớt. Đây đây đây. Xuống mình lụm coi. À một cái quần các bạn. Quần ghi áo. Quần này thì 100 mấy giáp ha. Mình đang mặc ra cái quần nè. Quần này quần bộ rồi. Cái này chỉ có một món thôi ăn. Đá quá, đồ đá quá trời trong người nè. Dục bớt ra phía bên ngoài đỡ chập rương nha. Quần rắn Basilisk Gargon mình chắc mình phải bắn nó quá được. Nhưng mà mình không biết mình chế tạo được cái bò hãy thần thoại này lên Alpha chưa nữa. Để mình về nhà thử các bạn. Về nhà trước đi ăn. Xem coi nó làm sao cái đã. Chế tạo được thì mình qua giới là mình bắn xỉu nó. Còn không được thì chắc là bỏ hả? Không, mình sẽ không bỏ các bạn. Mình sẽ tìm cách để lên cái bò Alpha cho nó luôn. Để xem coi. À cái bộ thần thoại là nó Alpha nè. Thần thoại cái này là hệ nổ. Cái này là Guardian. À thần thoại đây bạn, thần thoại màu xanh. Ồ thiếu cái Beta rồi, bây giờ phải đi săn mấy con hệ Beta các bạn. Beta để mình có thể lấy được cái trứng của nó. Rồi sau đó thì mới nâng cấp lên được. Ok ok. Mình sẽ vòng vòng ở bên chỗ căn cứ cũ của mình để bạn. Bên đó mình thấy có nhiều những con hiền hiền á. Mình sẽ ưu tiên mấy con nhỏ nhỏ bạn. Như là mấy con Barra rồi nè, mấy con heo rồi nè. Mấy con này dễ dễ bắt á. Mình bắt cho dễ như rùa chẳng hạn. Bờ te tấn công luôn nữa kìa. Con bờ te này là hệ ngọc Beta nè. Resto. Ngoài con hệ ngọc thì mình bắt được nè các bạn. Nhưng mà sao nó tham chiến nó đánh dữ quá anh. Trong khi con Cano chứ cũng ghê lắm á. Cano vô tim may luôn mà. À nó bỏ chạy rồi các bạn. Con này tóm xuống lưới mình bắn cho là vài phát nó xỉu. Đây 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 đây, mình tìm cách mình tóm xuống lưới nó thử á. Cây này thì vẫn còn á. À, chuyển sang tên Grim đi cho đỡ. Rồi bây giờ thì canh bắn làm sao mà hên xui nè. Bắn một cái nè. Dính không? À nó rớt. Dính. Ủa? À, không gì được các bạn, nó bay luôn à. Cái con bờ te bắn phát là nó trúng là nó bay luôn à. Nó không bị dính nữa. Nhưng mà đậu xuống đó chắc mình bắn nó được á. Bắt giờ để sau này mình lấy ngọc luôn mới được. Một phát nè. Đó, một phát một thôi là xỉu các bạn. Con này cần có cái Resto à. Ok, Resto.
Quay. Thôi. Hình như con năm Melet các bạn. Năm Melet nó tấn công mình hay gì á. Ai chưa biết nó hại gì á. Dễ mình bắt luôn quá. Beta hệ trong đó thì hãy nào mình quên tiêu ha. À Red Soul đúng không? Red Soul. À cần có thịt được nướng hả? Ok, thịt được nướng cho mày có. Bỏ vào luôn. Bấm một cái. Đó, Red Soul đã có. Bây giờ mình chế tạo thêm một cái kiếp bầu thần thoại nữa bạn. Mà thuộc dòng là Beta nè. Thần thoại đây. Bấm một cái luôn đi ha. Chế tạo luôn một phát. Ok, có sẵn luôn các bạn. Lát nữa có là mình bắt được luôn á. Còn bây giờ thì quay trở lại chỗ cũ xem coi con 5 Melet kia dễ bắt không. Mình bắt luôn á. Lên trên. Vậy là hỏi nguyên số là mình tới cái Alpha rồi. Nhưng mà con Alpha nãy chết mất rồi. Còn đây thì Alpha hả? Ủa nguyên tố Alpha, à nhưng mà là con được rồi. Thôi, hút em nó lên luôn các bạn. Ok, lấy luôn cái soul của nó ăn. Rớt nhiều xuống kìa. Hình như có con thầy gỗ hay sao á. Cái văn chiêu đá gỗ gì văn ra nổ rồi. Ôi ôi. Vô mình sắn cho một cái á. Rồi chết hết rồi hả? Hút vô trong đó chịu không nổi chết hết rồi. Phía bên đây thì em nó đang ngủ bơi mỏ nè. Cho em nó ăn Zalo một phát. Đây. Ben đỡ. Ok. Cho em nó về liền các bạn. Để dành sản xuất ngọc cho mình á. Sản xuất ngọc chắc là theo thời gian rồi. Ok, né ra luôn. Bye bye cơm nha. Gỗ nè. Và cái gỗ nè. Gỗ nhà mình có rồi. Hút nó vô luôn đi. Né đằng cái nha. Chết rồi, đánh trúng ở Baronto rồi. Giọt thôi. Bờ te bên đây Spirit nè. Biết có rồi, dưới này với cái con ông nè. Thôi né nó ra các bạn. Tìm phía bên tay coi có con nào dễ nữa không á. Chết đó, thần thoại. À, đây nè các bạn, đây con này được nè. Dưới đây Spirit hả? Con này thần thoại Beta đấy các bạn. Chà, 90.000 turbo hả? Hơi bị căng luôn á. Con này thì lại bự quá. Có con nào nhỏ nhỏ hơn mà phải thần thoại không? À đây đây các bạn, con này được nè. Nhưng mà là con đợt rồi. Đi qua phía bên đây thêm một chút nữa các bạn. Xem con nào dễ hơn không? Lightning đâu hả? Con nó 90.000 turbo bắt về chủ yếu để lấy trứng thôi mà. Nhiều turbo quá bắn cũng ổn mũi tên á. Hay là mình sử dụng tới. À đúng rồi, con T-Rex các bạn. À đúng rồi. Để đỡ tới mũi tên của mình á. Con T-Rex mới bắt hôm qua mà quên mất tiêu luôn á. Ruta nữa nè. Lấy con Red qua làm liều luôn một phát thôi. Red một phát. Đây, hãy tên mình của mình đây các bạn. Con này thì lên đam một phát rồi cắn cho nó vô đam. Lên turbo nhanh hơn. 90.000 turbo, 35.000 máu thôi á. Thử cái này. Đã đến lúc em nó ra chiêu rồi. Đó, tăng lên. Được nha. Ây da, ui nó điều khiển mình rồi các bạn. Ây da. Nó có khả năng điều khiển tâm trí mình rồi. Bị quản loạn. Xây đầu không sao hết. Nó mất chiêu không sợ nữa. Cắn luôn. Dồn luôn. Cắn một phát có 1.000 đam thôi bạn. Dồn cũng nhanh mà. Đó, trời ơi. Đỡ tới mũi tên ăn. Chẳng tới rồi, chạy kìa. Trời ơi, chạy đi đâu nữa, chặn đường liền. Có con gì tàn hình á. Ui, cắn lố một phát các bạn. Con gì tàn hình đây. À, con Striker kìa. Con mũi nữa nè. Chuồn hả. Cắn chuồn luôn ấy. Cắn xỉu chuồn hãy nóc bách luôn á. Ok, ăn thịnh chuồn luôn để cho em nó lên cấp luôn. Con kia thì cũng đã có kiếp bờ rồi. Bây giờ chỉ cần thả kiếp bờ cho nó thôi là xong. Rồi, con này thì mình sẽ cho nó ẩn vô luôn các bạn. Xong nhiệm vụ rồi đó. Phía bên đây thì cho kiếp bờ vô thôi. Ui, một cái không xong các bạn. Oh no, con này tốn kém như vậy. Phải chế tạo thêm một cái nữa. Giờ nhanh mới được. Trời ơi, cứ tưởng một cái là xong tất cả các bạn. Nhưng mà con này tới 4 cái lận. Vậy là còn phải 2 cái ăn. À, vậy là lấy số lượng kiếp bờ hiện cho ông dầm đem chia cho hai các bạn. Và ra được. Ok. Chế tạo một phát trong này luôn một cái. Chết rồi, thiếu cái trứng thần thoại rồi hả? Bạn con nào thần thoại cho mình hút vô cho máy luôn quá. À, con Red này nè các bạn. Con Red thì bây giờ chắc mình sẽ cho nó vô trong cái máy luôn đi các. Để cho nó đẻ trứng cho nhanh thôi các bạn. Đây, tạm biệt em Red ha. Red hỏi Phượng Hoàng nữa các bạn. Thôi thì hy sinh em nó. Cho vô cái máy vậy. Rồi, bấm cho chậm lại một cái. Bấm Red một phát các bạn. Đó, ok. Hút vô một cái. Rồi, sắp sửa em nó sẽ tạo mình rất là nhiều trứng đây. Và bây giờ thì buổi tối đó bạn, căn cứ của mình bắt đầu lên đèn một cách tự động rồi đó. Đó, buổi tối nhìn đẹp hơn hả bạn. Còn phía bên ngoài này thì con Red đã được vô trong rồi. Phải vô trong mình ngồi mình chờ một chút mới được.
Rồi cất mở lên đầu rồi hả các bạn. Mở ra một cái nè. Được thêm Chilica. Mở thêm một cái nè. Tab. Zap. Trong lúc mà chờ đợi cho nó sản xuất ra trứng đó các bạn, thì mình sẽ chế tạo thêm một cái bàn. Đây cái bàn này nè. Bàn này thì có bạn nói là nó có thể giúp cho mình enchant đồ các bạn, nâng cấp đồ á. Và nó được chế tạo không phải chế tạo trong này nha. À trong người của mình đó bạn. Bàn này có Omega, bàn này là bàn mới nè. Đây học được một cái nha. Chế tạo xong thì nó nằm như thế này thôi. Mình sẽ đặt ra thử để enchant thử các bạn. Mình sẽ để ở phía đằng sau rồi đi ăn. Cho nó ngang ngang chút. Ok. Ồ cái bàn này không có gì trên hết à. Mình sẽ lấy một cái món đồ gì đó trong này ra. Như là cái áo á, mình đang thiếu cái nào không? Ờ đúng rồi mình thiếu cái áo đó bạn. Thiếu cái áo. Cái áo với lại đôi giày. Đôi giày của Vanilla bỏ vào enchant thử nha. Xem nó trở thành đồ bộ hay nó sẽ trở thành cái gì đây. Bỏ vào cái. Bấm trong này để enchant. Ôi có thể chọn được cái cấp độ cho nó nữa nè. Bằng cách là bỏ bột vô. Mình có bột rim trong này nè. Đây bỏ vô thử coi. Rồi chọn bột rim đúng không. Tôi đã bấm vô đồ. Ở 9 cái nè các bạn. Ôi 9 cái mới được. Ôi mình có alpha nè. Để tôi bỏ alpha trong này thử coi. Rồi chọn sang alpha đúng không. Cần có 9 cái cho cái này ha. Bấm một cái để enchant cho một cái. Nó không phải chuyển sang thành đồ bộ các bạn, mà nó chỉ là cộng thêm bonus không số cho mình thôi à. Ok, nếu mặc vô thì nó sẽ tăng không số cho mình nè. Rồi cái áo thì mình sẽ enchant thử cái áo luôn á. Trong này thì còn nè. Còn một cái thôi à. Có thể enchant được cái áo rồi. Cái áo này thì cùi á. Cho nên một cái thôi à. Được luôn nè. Enchant thử các bạn. Bonus cho mình thêm tốc độ được cái kiểu nè. Đam đồ nữa nè. Mặc vô một cái đó mình đủ một bộ đồ cỏ bạn, nhưng không phải là theo một bộ của cái này rồi. Vậy là muốn có một bộ đó bạn là mình cần phải mở hộp ra rồi. Như cái này bỏ vào trong này thì cần phải có ron gì nữa không, có thể update được các bạn. Cái này không update được rồi. Còn cái này thì cũng thuộc dạng đồ bộ luôn. Bấm vô thì em đang vui là vậy, chỉ có thể enchant được mấy cái đồ của Vanilla thôi anh. Như là mình có cái nào của Vanilla mình thử coi. Cái quần này à. Ủa cái quần này. Đó, cái quần này bây giờ mình mới để ý các bạn. Không những là nó đồ bộ mà nó còn bonus thêm thông số của mình ở phía bên dưới nữa nè. Cái quần này xịn nè. Nó vừa có heo bộ mà vừa có option ở phía bên dưới luôn ha. Còn của Vanilla Enchant lên chỉ có option ở phía bên dưới thôi. Ok, nãy giờ đó các bạn thì mình đã chế tạo được hai cái keeper nè. Bây giờ thì quay trở lại thôi. Con quỷ ở phía bên kia thì nó đây nè các bạn. Trời ơi, nó tuột hết stamina xuống luôn rồi. Bây giờ phải cần có hai cái. Mình sẽ quay trở lại chỗ cũ mới được. Để cho con kia nó ăn vô luôn các bạn. Nó phía bên kia giảm hết cái phần stamina xuống rồi. Hồi nãy cho nó ăn một cái keeper các bạn. Bây giờ giảm sạch hết rồi, bây giờ phải hai cái lại nè. Và ui cái gì đấy. Hồi xong rồi, hồi xong rồi. Oh no 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 no. Có bờ tay của mình đâu rồi. Kéo 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 nó qua phía bên đây để chơi thử. À dạ à dạ. Trời ơi, hồi xong rồi, xong em nói rồi. Bắt xuyên, bắt xuyên, bắt xuyên. Coi mình chết luôn á chứ. Mới vừa bắt xong luôn là có biến rồi. Oh no. Chạy, 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 chạy. Ôi nó không kịp chạy luôn mà. Đơ mặt ra luôn rồi. Nó bị từ lâu. Ui còn mấy ngàn máu hà, cho nó về với căn cứ nhanh các bạn. Ui sắp chết luôn ạ. Mấy con Terobot dưới này nữa bạn. Họ dùng tim may luôn hay. Thấy gớm quá. Mình cũng không dám chơi đâu. Và te của mình nửa cây liền luôn mà. Mình không muốn chết giống như con Griffin hồi nãy đâu. Cho nên về nhanh nhanh luôn. Đó. Ui hên quá, cuối cùng em nó cũng về tới các bạn. Đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ hút nó vô trong cái máy luôn các bạn. Để cho nó sản xuất ra trứng luôn nha. Đây đây các bạn, đây đây. Bấm một phát. Hút vô trong đạn cái. Đó. Bây giờ chỉ cần chờ đợi cho nó tạo ra trứng thôi. Trong lúc đó chắc mình sẽ quay trở lại với khu vực sa mạc đấy các bạn. Ai cha, con này chắc phải uống một bình máu cho đảm bảo đây. Uống vô một phát nè. Cho nó hồi phục máu trở lại. Đó, tăng máu lên rất là nhanh luôn. Thêm đam nữa các bạn. Con này siêu farm mà. Trở lên nhiều nhiều đam một chút. Con này hiện tại là mình đã cộng cho nó được bao nhiêu đam rồi. Ôi mới có 57 điểm thôi các bạn. Còn lâu lắm, nó mới lên 88 điểm. Bây giờ quay trở lại khu vực sa mạc. Với lại 40 mũi tên này không biết đủ không đây. Cứ bắn đi anh, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Đi bằng con bờ te này hơi chậm nha. Nãy có con Griffin đang lướt ngon à. Bây giờ hết lướt được rồi. Hồi nãy là mình thấy đâu đó phía bên đây nè các bạn. Con rắn Basilisk. Bây giờ mình xuống mình khịa nó một cái nha. Coi như turbo đây. Có 25.000 turbo hả các bạn. Vậy là con này dễ, nếu mà mình sử dụng con red mình đánh luôn được á. Đây để con này đây đi. Mình chơi con red mình đánh nó luôn.
lấy con Red Temmin qua mình đánh nó được được. Đại 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 đại. Xuống chơi luôn, xuống chơi luôn. Không biết nó có gì độc hay không nè. Máu nó nhiều lắm các bạn. Ủa tôi quên lại thấp không? Dễ mà. Ơ nó không chịu trồi lên. Mình sẽ xuống dưới là chọc ghẹo đây. Đó 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 đó, lên rồi lên rồi lên rồi. Ây da, ôi, nó quá đá mình luôn các bạn. Đơ cứng nhắc luôn. Ây da, đau 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 đau. Ui da. Trời ơi, tới lúc mình rồi. Ủa? Nó khôn lên luôn các bạn. Nó quá đá mình xong cái nó chui xuống dưới. Nhưng mà chiêu nó hồi chắc là lâu á. Đó nó lên nữa nè. Cắn thử một cái coi. Đó dính dính dính. Cắn nè. Được 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 các bạn. Ây da. Không sao không sao không sao. Ok. À hãy Gargoyle này là hãy quá đá. Và sau khi nó xỉu xong thì nó chui xuống đất rồi. À bây giờ có thể chi cập cho túi đồ được rồi các bạn. Giờ cần thức ăn cho nó nữa thôi. Coi nó cần bao nhiêu cái đây. Nhìn kỹ kỹ ra ba cái hả? Ba cái chắc là một cái chiếc bầu thôi là xong các bạn. Rồi để em nó nằm đây thôi. Mình sẽ đi về. Bờ te để đây chắc không sao đó ha. Mà về với em T-Rex của mình một cái. Giờ đợi cho nó ra cái trứng của con Beta nữa thôi các bạn. Là mình có thể lên được thầy Alpha rồi. Đó đứng đúng vị trí của em nó. Còn vô phía bên trong này để mình xem coi. Trong này thì mình sẽ ở kiểm tra được cái trứng mi thử các bạn. Ồ mi trong này thì Beta bảy xích à, Beta được 10 cái các bạn. Ôi ôi nhanh 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 ha, mấy hút vô thôi là có rồi. Đi một vòng qua trở lại có luôn. Bây giờ thì bấm một cái trước đi. Đó chế tạo luôn mấy cái action, mấy cái store đồ ở trong này rồi. Quay trở lại chỗ cũ nhanh 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 luôn mới được. Đi một mình thôi ha, bển có con bờ te rồi cho nên không sợ. Đó bờ te chiến thần của mình rồi. Đấy rồi quay trở lại khu vực xung quanh đây cũng an toàn á. Vậy là con này hụt dòng là có chiêu quá đá. À có chiêu quá đá rồi. Đăng vô cưng ơi. Chưa đói. Còn cần cần. Ôi dung tim may luôn hả. Ghê vậy. Kìa nó kìa. Né ra luôn. Ôi cần cần mà hụt dòng vô tim may nó thì ghê quá. Và con kia thì nó ăn một phát. Vẫn chưa ăn nữa. Temmin effect vẫn là 100% mà con rắn tới đây rồi các bạn. Bài là xin cao cao cái. Nhìn con rắn nó coi. Hãy tôm anh pha. Đó anh pha mình sắn dần cái được. Một hit nè. 4000 dam thôi. Hút lên một cái nè. Dính rồi. Trời ơi có 600 dam một hit thôi à. Vô sắn cho một cái nè. Lại gần. Hút đầu nè. Đó được thêm cái bọc anh pha liền. Và con kia thì vẫn chưa đói ăn. Cho nên chưa chịu ăn. Ui con này vui tim may nữa hả. Phải nightmare hả. Có gì đó đặc biệt không. 100.000 máu các bạn. Chờ đợi cooldown cái chiêu hút đi ha. Mình hút nó một cái các bạn cho chắc ăn. Đánh chắc ăn mới được. Để chết như nãy nữa. Đây hút cho một cái nè. Dính nè. Ôi vô đam. Xắn cho một cái nữa nè. Máu nhiều nhưng mà đánh vô đam lắm. Là gần đánh được. Nghĩa cho một cái nữa nè. Ok. Có thêm một cái ultimator với một action liền. Quá đã luôn. Xung quanh đi farm mấy con cần cũng ngon nè. Bên trong này có thêm nữa nè. À, đất hả? Xắn một cái. Dí heo. Không dám dí heo đó không? Mấy cái bình thường thì dễ rồi. Con này hả? Phải yếu tố, nêu trồ à. Ây da, nó đóng băng mình các bạn. Đó, cái con này bự te nhà mình có một con nè. Có chiêu đóng băng thì cũng hay lắm. Rút mau cái kiểu à. Nhưng mà hồi chia cũng hơi lâu. Mà nó chết rồi à. Sau khi đóng băng mình xong mình đơ cứng nhắc vậy. Đấy rồi, cuối cùng cũng đi được. Và em này thì vẫn chưa chịu ăn nữa. Sao mà đói lâu quá vậy? Temmin hoạt động rồi nhưng mà cực kỳ lâu luôn á. À Temmin ở trong này nó có một cái bình này nè. Như team may mình có nhiều cái đây. Hồi nãy đánh được một con bạn có 10 cái. Ui được 10 cái hả? Bài trong này luôn cho nó nhanh nè. Kiểm tra thử sang coi. Cái bình Temmin đó. À cháu mày học rồi nè các bạn. Bỏ cái này vô luôn. Hàng gì học lại không được là phải. À utility show mình thiếu rồi. Không có rồi. Vẫn chưa ăn nữa ăn. Utility Store à. Đi farm mới được các bạn. Dưới này mình nhớ có một cái con hải ly. Mà nó hụt dòng utility á. Ui xong luôn các bạn. Ôi vậy thôi từ. Ôi xong luôn vậy thôi không cần phải chế đâu. Trời ơi cuối cùng cũng xong á. Tính đi farm à. Thôi quay trở lại chương cũ thôi các bạn. Basilisk đó chắc phải cần có yên cưỡi rồi. Đem em nó về nhà chứa đi. Nó đâu à. À đây nè các bạn. Ok. Còn có yên cưỡi đúng không? Thôi thì chắc chơi cho em nó thôi. Bấm một phát. Về một lúc hai con. Về với căn cứ luôn nè.
nó đang động thổ dữ rồi. Trở lên trên đi. Đó, hoài. Con này nó có màu hồng hồng, nâu nâu á. Mình sẽ học cái yên Basilisk đó các bạn. Basi trong này một cái. Đây là Basilo. Basilisk, đây đây, Basilisk. Còn có ngọc xanh nữa hả? Ồ, ngọc xanh, bữa giờ mình mở mấy cái ngọc của con gacha ra có. Và được chế tạo chắc chắn là trên bàn Smithy rồi. À, Basi một phát. Đó, có đủ luôn nè. Cấp Rock One luôn. Ngọc sáp được cấp trong này đi. Cát đồ nó nè, tát thịt thối đồ quăng vô. Đây rồi, bây giờ mình sẽ xuống dưới để mình thử cái khả năng quá đá của nó các bạn. Rồi kiểm tra trong này thử coi thông tin trong này. Thần thoại nè, còn Garon nè, cooldown 20 giây các bạn, hồi chiều nhanh á và tốt 25% stamina, khoảng cách là 8 Fury Sun các bạn, quá đá trong vòng 7 giây à. Thấy là bị quá đá, hình như tăng 3 phần, nhân 3 đam đó các bạn. Ồ, hình như là nhận đam mạnh hơn á. Quá đá là mình đánh sẽ mạnh hơn. Ok ok, thử luôn. Đáng để thử đây. Bây giờ thử quá đá con heo thử một cái các bạn. Chiêu thì đã cooldown xong rồi nè. Quá đá phát nè. Đó, đơ cứng nhắc liền luôn á. Trắng thì 8000 đam các bạn. Ok, vô đam hẳn liền. Bây giờ ui à, con heo này cũng ghê vậy. Con heo nó thuộc dòng gì vậy? Omega hả? Hàng gì nó đánh ghê quá trời ghê. Mấy con mô chết này, à không quá đá thì đánh có 1009 đam thôi các bạn. Quá đá thì đánh mạnh hơn nhiều á. Một dòng Omega luôn, hàng gì gớm quá. Omega chắc là phải farm nó thôi. Lấy cái show Omega luôn các bạn. Con này hơi đuối rồi. Có bình hồi máu nè. Hồi máu cho nó máu một cái. Ui lên cấp các bạn. Cộng máu cho nó nhiều nhiều chút đi ăn. Với lại phần đam cho nó lên chút nữa. Hồi máu lại cưng ơi. Một chết hả? Một chết này, một chết bình thường thôi. Trắng thường thôi một cái nha. Rồi 3800 đang các bạn. Còn trên này thì con này nhẹ nhẹ nè. Đó, tại beta nè. Mình có thể quá đá nó lại. Rồi, trắng thử rồi. 11000 đang các bạn. Đó, phải vậy chứ. Chờ đợi thời gian cooldown mình farm con heo này luôn nè. Heo này, ủa con heo này khác nữa rồi. Ồ, con heo này thuộc dòng niêu trồ rồi. Còn con heo kia thì nó đâu mất tiêu rồi á. Omega chắc nó chạy đâu dưới này nè. Phải không? Đúng rồi các bạn, nó dưới này nè, 150.000 máu. Được cái nhà cooldown xong rồi nè. Quá đá một phát. Rồi, trắng. 11.000 đam. Dồn được các bạn. Trước khi mà nó tỉnh lại thì mình sẽ dồn vô luôn. Rồi bỏ chạy hả? Dưới heo trắng. Ôi còn có 3.800 thôi các bạn. Quá đá lên mạnh hơn hẳn liền á. Và ủa. Rồi, ép quá nó bị rớt map luôn rồi các bạn. Trời ơi, công sức mình đánh rất là cục phân nè. Ủa, ở đâu có cục phân này hay quá vậy? Nhưng mà nó rớt mát mất tiêu rồi, làm mình không nhận được cái pistol của nó với lại cái bột luôn. Trời ơi, tiếc quá. Ép đâu quá mà. Ở đây có cái cây nhìn lạ quá vậy. Có mấy con chuồn chuồn xung quanh nữa nè. Bên kia mình thấy có con gì nó đánh con heo nữa nè. À, heo này thì dễ rồi. Cắn tầm 2 phát rồi em mới đi. Mình sẽ thử chiêu phun độc thử nha. Con rắn này có chiêu phun độc nè. Phun thử đây. Đúng mắt, ôi 8000 mấy đam các bạn. Nhưng mà không có lên tuber rồi. Chiêu độc thì chỉ để gây đam với lại mất máu thôi. Bên đây thì có thêm một con nữa. Đi rết thì rim hả? Quá đá lại. Ok. Quá đá lại phun độc thì 20000 đam các bạn. Wow, xịn đó. Nếu mà mình kết hợp và con này hãy đá luôn nè. Alpha luôn á hả? Chờ đợi thời gian cooldown bắn cho một cái. Chiêu phun độc này mình có thể spam liên tục được. Dí heo. Lắc léo vậy thằng. Nó là hệ alpha mà hệ đá nữa. Mình sẽ quá đá nó luôn các bạn. Đá với đá luôn, thử anh nè. Được không anh? Thử cái coi. À được các bạn. Rồi, bắn độc cho nó một cái. Hoài, hệ đá nó cứng quá. Nhưng bắn độc vẫn được. Ok. Trên kia có con Barra hả? Phun độc cho một cái là đi. Ok. Bên đây con hệ ít. À con này có Vanilla. Bắn một phát một. Thêm một phát nữa nè. Ok. Ôi, bên đây cũng có Basilisk nữa các bạn. Con extra phía bên đây hả? Một dòng Ethan. Thôi thì chơi nó luôn thôi. Bắn cho một cái nè. Quá đá nó lại. Ôi, hụt rồi. Chui xuống dưới đất hả? Hình như nó quá đá nó cứng nhắc rồi các bạn. À không phải, nó sức hồn ra luôn hả? À, thì ra con extra này có cái chiêu sức hồn đó các bạn. Sức cái hồn nó ra để nó hồi máu trở lại. Nó đầy nhóc máu luôn mà. Và hình như mình bắn độc thì tăng turbo các bạn. Vô con extra thì lại tăng turbo á. Mấy con bình thường thì không sao. Và quá đá nó một cái á.
Ok. Trời ơi, sắp chết con rắn của mình luôn mà. Vậy là sắp tới mình cần phải mở rộng thêm cái căn cứ của mình ra nữa rồi các bạn. Mở rộng căn cứ để có chỗ để ăn cho nó ngon lành hơn á. Đây, để cho nó ngay chính giữa đi. Con Abaxi một vát. Tạm thời để nó ở đây thôi. Còn con bờ te này thì mình sẽ mượn cái yên cưỡi của con phía bên đây đây. Đem nó vô trong để cất vô luôn. Con này nãy giờ thì tạo cho mình có 400 ngọc rồi các bạn. Thôi, lên ngọc nhá. Lấy ra, lấy ra. Ok, vậy là sau này không cần phải đi lượm ngọc nữa các bạn. Không cần phải đi farm ngọc ha. Để ở đây từ từ nó sẽ tạo ngọc ra cho mình thôi. Đã, ok. Con này ngoài tạo ngọc đó các bạn thì mình thấy nó còn ỉa ra mấy cục phân đó nè. Phân của nó cũng là ngọc luôn đó ha. Được 10 cục nè. Chỗ này có thêm 20 cục nữa. Đó, vậy là nó ỉa ra phân giống như kiểu cái con heo mây tàu phía bên đây nữa bạn. Nó cũng ỉa ra mấy cục phân mà cục phân đó là mây tàu ha. Còn con này là ỉa ra ngọc ạ. Ôi rồi, đã. Và hôm nay đó các bạn thì mình đã bắt thành công về con Basilisk nè. Con này á là cũng là con cái luôn các bạn. Vậy là sau này mình có thể cho nó đẻ trứng ha, lên được hệ Rim luôn đó. Bắt hệ Rim. Con này thuộc dòng thần thoại ha. Lên Rim thần thoại cái kiểu nữa. Và hôm nay thì cũng bắt được thêm một cái con Griffin các bạn. Nhưng mà em nó quá xấu xố ha. Chưa gì hết bị con kiến nó cắn. Trời ơi nó cắn thì ghê luôn á. Nó cắn cái chết luôn các bạn. Trời chết tức tưởi luôn á. Nhưng mà cuối cùng thì cũng bắt được thêm một cái con Basilisk này để đem về. Sau này mở rộng thêm nữa các bạn, mình sẽ để thêm mấy con đệ tử của mình trên này nữa ha. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ thì cũng dài rồi, cho nên cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn coi hết những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.